Dạ, tại vì con có hứa mẹ con hết bệnh cho ăn chay hết tháng 7 luôn. Trời ơi, bà ăn nổi không? Dạ được, ngon mà chú, ăn chay tốt mà. Nhưng mà chú thấy là nhỏ vậy thì ăn chay thì không không có chất đạm, không đủ sức khỏe hay sao? Dạ hai cháu sao đâu chú. À, Ăn chay ngon mà. bạn không có giết đó, là con cho bạn mượn, con bạn không bỏ quên gom gì đó, là con cho bạn mượn rồi giấy màu cái gì đó để về nói chị nghe thôi. Về học thì nói chung chị dốt thì nó tự về nó soạn, cô chỉ nó tự nó soạn chứ chị biết chữ đâu mà soạn cho cháu, mình nó tự học cũng tội nghiệp luôn ơi. Dạ con cảm ơn ông bà cô chú anh chị trong nước và ngoài nước đã giúp đỡ cho hai mẹ con. Con cảm ơn rất nhiều. Con chúc ông bà trong nước và ngoài nước, cô chú anh chị được nhiều sức khỏe, luôn tươi vui trong cuộc sống, làm ăn phát tài phát đạt, vạn sự như ý. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Hôm nay thì Bùi Hồ quay lại hoàn cảnh của một cô bé bán khoai 8 tuổi cùng mẹ. Thì ở clip trước thì Bùi Hồ có quay thay mặt cho Mạnh Thường Quân để hỗ trợ bé với lại mẹ của mình sau khi đi bệnh viện về. Thì hôm nay quay trở lại trao một ít hỗ trợ của Mạnh Thường Quân cho mẹ với lại bé có sửa lại cái căn nhà đó cô bác quý anh chị. Thì hôm nay đồng hành với Bùi Hồ thì có anh Nguyễn An Giang. Thì bây giờ Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Thì hôm nay thì khi mà đi đến đây á thì bé Oanh đang ăn cơm. Thì bé Oanh là mọi người cô bác quý anh chị thường hay nói là rất là thông minh và lanh lẹ và đặc biệt là rất là ngoan ngoãn lễ phép luôn. Thì bây giờ đến đây gặp bé nè. Dạ em chào chị. Dạ em chào chú Bùi Hồ. À chào con. Ăn cơm đi. Dạ. Chị khỏe chưa chị? Ồ chị kìa. Cái cổ của chị vẫn còn mới mổ nên vẫn còn băng ở đây nè. Mở ra. Ai đó chị đừng mở chị. Sợ nó. Nó ấy đó, qua đây đi. Thầy à, sáng nay ăn cơm gì bé Oanh? Dạ, ăn cơm với sườn với canh chua. Sườn gì? Dạ sườn chay. Ủa sao bữa nay ăn chay hả? Cái bịch này là con mua hay sao? Dạ. Con đi mua lúa hả? Dạ. À, mua nhiêu tiền bịch này, nhiêu tiền ngồi đi con? 10.000 một bịch. 10.000 một bịch. Ủa sao bữa nay lại ăn chay ta? Qua đây đi chị. Sao nay ăn chay? Dạ, tại vì con có hứa mẹ con hết bệnh cho ăn chay hết tháng 7 luôn. Trời ơi, bà ăn nổi không? Dạ được, ngon mà chú, ăn chay tốt mà. Nhưng mà chú thấy là nhỏ vậy thì ăn chay thì không có chất đạm, không đủ sức khỏe hay sao? Dạ hai cháu sao đâu chú. À ăn chay ngon mà. Xích trước đi chị, xích đây đây. Ăn chay ngon. Mà chú thấy nè, hồi ăn được một cái tô cơm nhỏ như thế này nè, rồi có một ít là sườn non gọi là tàu hủ kỳ á. Thì sáng nay số tiền hai mẹ con ăn là tốn bao nhiêu tiền? Dạ con không biết nữa, có bữa nhiều, có bữa ít chú như, ơi. Như sáng hôm nay là bao nhiêu tiền? Dạ con không nhớ. 40 hả chị? À trong kia mua canh chua chứ. À trong kia nữa kìa mọi người. Có canh chua nữa hả chị? Có được. Mua hết là 40. Con chỉ ăn sườn non này thôi hả? Dạ. Rồi hôm nay mẹ có hết bệnh chưa mà ăn chay? Dạ mẹ con cũng đỡ rồi, mẹ con còn ăn cơm được nữa rồi. Ăn chay thì thấy có Phật có phù hộ không? Dạ có. Trong mơ có thấy Phật phù hộ mẹ không? Dạ có. Có thiệt luôn hả? Dạ. Thấy sao? Con thấy Phật có về hộ độ cho hai mẹ con á. Bình an nè, vạn sự như ý, mẹ con khỏe mạnh sống anh con. À, Phật nào, bà Phật Quan Âm hay là ông Phật? Dạ, Phật Quan Âm. Vậy hả? Sáng hồi thấy sao? Kể cho chú Hồ nghe với. Dạ, con nằm mơ á, con thấy Phật Quan Âm về hộ độ cho hai mẹ con tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ. Vậy hả? Dạ. Phật to không? Con không biết nữa. Mà sao con biết đó Phật Quan Âm? Tại vì á, con đi chùa con thấy mẹ Phật Quan Âm á hả, từ bi nè, cứu nhiều người lắm.
Chị bây giờ hôm nay tình hình sức khỏe của chị như thế nào rồi? Cũng khỏe rồi chú. Dạ. Cũng còn ớn lạnh. Dạ. Cũng còn ớn lạnh ha? Không, tại vì uống thuốc tấp nập, uống thuốc thêm chứ. À. Dạ dạ được rồi chị, để đó đi chị, đi tới đi lui cái chân đau á. Thuốc bảo hiểm có nhưng mà thuốc bảo hiểm mà thì đủ thì ấy thôi, rồi mình mua bên ngoài uống thì nó đỡ hơn. Dạ. Nhanh, tại nó có sức đề kháng. Dạ. Nói nghĩ hợp thuốc với mẹ được chú ơi. Dạ. Rồi gần tới ngày đi tái khám lại chưa chị? Dạ. 15 tay. 15 tay này chị đi tái khám hả? Dạ. Này, này. Đây. Thì thuốc này thuốc là... hỗ trợ phát triển chiều cao, giảm loãng xương. Này là cái gì ta? Ủa chị mua thuốc ở theo đơn của bác sĩ hả? Không, cái này là nóng sốt mình ra đưa cái này cho mình uống nâng hỗ trợ cho mình nữa. Dạ không gung không nóng hay nè. Dạ. Rồi có khi nào dự tính khi nào hai mẹ con bán khoai lại không? Mấy ngày nay em tính đi ra ngoài kiếm gì bán. Chị bây giờ em nói như thế này nè, cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân cũng có góp ý như thế này nè, sau khi mình sửa lại cái ngôi nhà của mình thì hai mẹ con đừng có bán khoai. Tại vì băng khoai thì ngủ ngoài mé hiên nữa. Nơi xe đẩy thì mình quản lý đồ đạc không được, lúc hư lúc ế. Thì thôi chị với lại bé Oanh á, để một cái bàn nhỏ như cái bàn học này nè, chăn cao lên cái mình bán khoảng 100 tờ giấy số mỗi ngày. Thì em nghĩ là ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ hai mẹ con bán mau hơn. Khỏi đi, chị để trên cái bàn này thôi, bé Oanh sẽ dừng đèn xanh đèn đỏ mời người ta thôi. Chị thấy sao? Đó gì cho Oanh đi học mà mình ôm chị đi bán. À bé Oanh lại lúc đó đi học nữa chứ. Nhưng mà Oanh đi học buổi chiều về đi bán vòng vòng chị, ít thôi, 50 tờ cũng đủ ăn rồi. Thấy được không? Để Oanh chịu không? Con chưa biết nữa. Hay là thích bán khoai? Nhưng mà mẹ con còn nhiều đồ lắm, nhiều đồ buôn bán lắm, mẹ con nhập về cũng tốn nhiều tiền lắm. Nhập về hả chị? Dạ, chưa có bán hết, bỏ nhỡ trường thì mình bỏ hết thì bỏ được. Vốn nhiều chị, nhiều không? Đó cũng mười mấy triệu mà chị còn thiếu chủ này 2 triệu mấy mà bệnh người ta không có đòi chị, chủ này tốt lắm. Ừ. Đợt chị mất đồ cũng không có lại làm khó làm dễ gì chị. À, còn thiếu mười mấy triệu có nghĩa là... Còn đồ chị bỏ bán ba điện thoại đó. À em hiểu rồi. Đó người bịch cổ trang nói chung là các kiểu. Rồi tay chai xịt khuẩn là đồ dịch đó, rồi bịch ba cái kiến đó. À ba cái đồ đó đó ha, chị nhập về vậy bán. Vốn của chị còn bán ha. Nếu như đồ đó có một người nào đó hỗ trợ cho chị xử lý hết đồ đó cho những người khác, người ta trả gửi cho chị lại 10 triệu đó, mười mấy triệu đó, chị sẽ đi bán với số, sau đó mẹ con sinh sống ngày bán 50 tờ, 100 tờ. Em thấy hàng đó hay là hàng nằm nó nhốt vốn mình quá. Tại lỡ lấy rồi cái... Không biết sao ra ha. Cái lúc mà dịch thì chị bán cũng được. À. Giờ nó hết dịch thì người ta đâu có cho trả lại hàng, người ta xuất ra rồi. Em bán thì kệ điện thoại rồi, nói chung là các kiểu. Dạ. À, cũng khó ha. Thì có nghĩa là như thế này nè cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân. Trước dịch đó thì chị nhập một số hàng như là nước xịt khuẩn nè, khẩu trang nè, cái đồ che mặt nè, cày bàn nè, cái chị đâu có ngại ngùng gì mắc cỡ đâu, mình mần ăn đâu có gì đâu mắc cỡ. Dạ. Có hổ nhưng mà ý chị sợ nó nhốt vốn trong đó. Đồ hàng nằm này đi, bữa nay chị bán không được, ngày mai chị có thể bán được. Giấy số mà chạy trong ngày không được thì ôm xô. Không phải là chị ngại cái gì. Dạ. Cái nào mình cũng buôn bán, mình kiếm thu nhập. Dạ. Nhỏ cha chị mất, cái chị cũng lội đi bán giấy số không. Ở đây là mồ mả không. Chị mua cái miếng đất này nói chú Hồ nghe là chỉ có 2 triệu mấy. Còn giấy tay trống đi là toàn sập hố không đó. Hố lấy cốt á. Ở dưới này còn. Hết cái này là nghe tùy dùng năm. Lấy giấy cho chú Hồ coi giấy tay á. Có 2 triệu mấy à. À, chị đừng khóc nữa. Đi là sụp hố không á. Nhưng nếu mà chị lội ra như vậy nè, cần quay bước chậm chậm từ bước á, cái hố người ta lấy cốt á. Em đi sơ ý là chị biết bơi được, mẹ không biết bơi là mẹ chìm luôn. Mẹ chỉ nhỏ xíu con ở tí tí, mẹ không biết bơi là mẹ chìm luôn.
người này người kia lội cứu. Trời ơi. Chị nói sự thật, cái khu này là khu vùng Nam nghĩa địa. Khu nhị tỳ hả chị? Ở khu này khu nhị tỳ hả anh Nguyễn? Ừ. Bên kia là đất ruộng, ở ngoài phố là nhà ai nấy ở đó là đất ruộng, rồi thổi lên. Rồi ông bà cô chú là dân làm việc, người ta lại người ta mua nền. Người ta lại mua nền thôi. À. Rồi ngay chỗ khu hiện nay là chị ở này là cái này là mê nửa kinh, nửa khu nói chung là mã mồ không đó. Rồi lúc đó lấy có hết không chị? Chắc còn dễ gì hết được. Tại vì chủ đất người ta lấy lên là để người ta thổi lên, người ta phân nền, người ta bán lô á, mà đâu có dám nói. À, em hỏi đẹp ha, chị ở chỗ này đó, thì có thấy cái điều gì là lạ không? Gan như là nghe cái này là mình nói thì nhiều người thì nói cái này nói nọ. Chứ thật sự y gan như là mình ở trong cái địa ngục vậy đó, địa ngục Trần gian vậy đó. Ủa sao vậy? Trời ơi, lúc mà chị còn nhỏ ha, mỗi lần mà nói mẹ ơi, ma nó nhát. Như quanh nè, cha chị mất đó, là năm chị em chị tí tí gì không mà thằng chết nè, được 12 tháng, đó thằng trên bàn thờ là được 12 tháng. Chị thì được có mấy tuổi, 6 tuổi, bé quanh nó lớn hơn chị 2 tuổi. Bé quanh nó lớn hơn chị giờ 2 tuổi, đó chị 6 tuổi. Ngủ là phải sợ ma, không có ngủ, ngủ trong khuôn gì nè. Nó khóc hoài, khóc quỷ, nó cầm đèn đi mà nói thì bị mẹ đánh, mẹ nói là nói tầm bậy. Mẹ la, như là mẹ không có cho mình nói như vậy. Nhưng mà con nít nó khóc hoài, ngủ không được. Mà bóng đen thì đi qua đi lại. Đèn dầu thì nó cầm xung quanh nhà mà không có cháy. Lửa thì nó lăn từ trên đất nhà mình, nó lăn xuống. Nói hoài như mình bị áp lực, muốn bị khùng vậy đó. Tinh thần muốn bị khùng vậy đó. Nói ra thì cô bác thì người ta không có tin, nói mình nhỏ, mình nói này nói nọ. Sao có ra ngoài mã đốt nhang, con sợ lắm rồi, đừng có nhát con nữa, con sợ dữ lắm rồi. Không, chỗ con chết theo đi. Cái xong xuôi ông bà gì cũng khiến cho nguyên cái xóm bên đây nè. Từ nguyên cái cục, nguyên cục lửa lăn trên đất nhà, lăn vòng xuống. Cầm đèn đi xung quanh nhà. Người ta mới cho qua bên kia ở nhờ, lớn lên làm được mới mua cái này nữa. Đến lúc cha chết đâu có nhà cửa. Con mẹ nữa không? Là như mình nói thì không ai tin, chứ như còn nhỏ rồi nói láo nó tét gì đó. Nhưng mà mỗi lần nó khóc ngủ không được. Ngủ không được. Ngủ mà ngủ chổng khô, úp cái mặt xuống đưa lên chị vậy đó. Rồi lúc mà lấy cốt là đi ra ha, là nước lên á thì mình phải đi chậm, này sâu lắm mà nhờ chủ đất có tiền người ta thổi lên cao nó mới được như vậy. Nhưng mà cái này là cũng cái nửa con kinh, nửa dưới đây là bên dưới khúc này là kinh, ở trên đây là mã không nè, mà mã nít nhiều lắm. Tối đi ra mã thì bạn nguyên bồ đồ trắng đưa mặt xuống vậy nè, một xỉu ngang vậy đó, mà mỗi lần nói thì bị đòn bị la, nói tầm bậy tầm bạ. Mà ngục tối thì nó khóc hoài, nó khóc quỷ tới 3-4 giờ sáng nó mới chịu nín. Mà đi ra thì đi cẩn thận thì được, mà đi không cẩn thận thì sụp hố, người ta cũng nghĩa là lấy cốt lên rồi á. Nhưng rằng ta tạo người ta lấy cốt lên rồi đó, là mình sụp xuống hố đó. Mà đứa nào biết bơi thì đỡ, không biết bơi thì chìm. Mà nhờ cũng biết bơi không à. Ngay trước hồi nãy chú đi vô cái đó là ruộng nhà nước quy hoạch mới bán đất để cho những dân làm việc á, là người ta phân lô người ta bán. Còn ngay đây là vùng Nam khu nghĩa địa, ai ở Bình Khánh này là cũng đều biết khu này là vùng Nam là nghĩa địa. Lúc trước có một mình ơn cái nhà chị ở thôi, chứ không có cái nhà thứ hai, cánh đồng quan vậy đó. Bên kia là ruộng, bên đây là khu nghĩa địa, sống từ nhỏ là như vậy đó. Rồi bây giờ nhờ ông bà cô chú lạ lại đây mua ở đó là mới được như vậy. Thế là người ta xây tường, xây nhà cao đó, là nó khác gì thôi, chứ khu này cũng dùng nằm nghĩa địa. Hiện nay thì chị có thường gặp không hay là hết rồi? Như là chị nguyện, chị nói chung là hàng đêm chị có đọc với cho người cái dông vậy đó, để cho người ta được siêu á, là chị ít có gặp. Bé Oanh, con có sợ không? Dạ có. Mà con có gặp không? Dạ không. Không hả? Dạ. Tại vì ở cái khu vực này nên từ nhỏ là chị cho bé quanh quy y hay sao chị?
Thì lúc bé Quỳnh hồi nhỏ nó cũng eo ọt, nó cũng có nuôi chú. Dạ. Rồi hôm nay mới lại đây mới cảm nhận được cái vất vả ngày xưa của chị. Thì không có chỗ ở, thành thử là phải mua cái nơi này ở. Là một cái nơi đầy dẫy sự tâm linh. Mà nghe chị kể mà cảm thấy là gọi là chạnh lòng á. Thật ra thì cái chuyện tâm linh á thì mình không có thể biết được. Và có ma hay không á thì khoa học vẫn chưa chứng minh. Khoa học nhưng... không có chứng minh thì mình nói thì dạ. Không có ai tin hết. Nhưng dạ. Mà có ra nguyện đốt nhang á. Ông bà ơi con quá chê sợ rồi, đừng có cho con chết đi. Nói gì với em nói nhà không ai hiểu được hết. Có mình ơi mình thấy trong nhà mấy người kia không thấy. Mà ngồi á, đi ra hiện ngồi trên đầu mã bằng nguyên một đồ trắng ngồi vậy nè. Ngồi trên đầu mã hả chị? Dạ, và hôm nay đi thì cái mặt thì như bị nát hết trơn. Cục gớt cánh tay, gớt cánh giò mà mình nói người ta nói nhỏ này nói xạo nói gì đâu không à. Tự anh nói giá chưa đừng cho con gặp nữa, con quá sợ rồi, đừng có cho con gặp nữa. Để cho mọi người khác gặp để người ta chứng minh người ta mới tin được con. Cái mẹ mới dắt nguyên một bầy đi qua bên bển coi tivi mà màu trắng đen. Mẹ mới coi tivi màu trắng đen. Cái tự anh nguyên cái đằng đẵng. Nguyên cái xóm bên nhà của ông Ba Kẹt là bên đây nè. Cái thấy sàn cành cầm đèn nhà mày không có ai qua đây coi tivi mà sao cầm đèn đi vòng nhà. Là ông Ba Kẹt hiện nay ông còn sống, ông là dân cố cụ. Ông mới nói nhà của vợ gió mày không có ai hết trơn mà sao đèn dầu đi vòng vòng nhà mày. Mà lửa cục tròn tròn nè, tự lúc nhà mà lăn xuống như nè. Rồi từ đó giờ mẹ không bị gầy bị la nữa, dỡ nhà đi qua bên bển ở đậu. Đó có nghĩa là người ta cho thấy. Tại vì bị nói hoài mà dạ. Không có ai không ai hiểu được mình hết, muốn bị khùng luôn vậy đó. Ngủ không được mà tao ngủ hay nằm úp cái mặt đưa lên vậy không à. Mà nói ra thì không có ai nói, có đứa con mèo, con nít mày biết cái gì. Lúc đó là chị nhiêu tuổi hả chị? Lúc đó cũng được lên, lúc về đó ở thì 6 tuổi cũng dần cũng lên đâu cái 8 tuổi, cỡ 8 tuổi có rồi. Năm nay là chị bao nhiêu rồi ta? 45 tuổi. À, cũng gần 30 mấy năm rồi. Chắc có lẽ là ông bà cũng đã siêu thoát rồi. Mong là ông bà ở đây thì cũng là... có thể là mượn cái mảnh đất này ở đó thì phù hộ cho hai mẹ con của bé Oanh đó thì sẽ được sức khỏe bình an nè, rồi hai mẹ con sẽ thường xuyên thắp hương để cho ông bà có thể được nhẹ nhàng siêu thoát ha. Chứ bây giờ thì mình là người phàm mắt thạch đó thì mình không có biết gì hết á, thì cái nguyện của mình là chỉ nguyện của chị là ngay lúc đó đó. Dạ. Rồi ông chủ đất này ông muốn bán thẳng của người ta từ đó vô đó đó, ông mới về qua đây. Ừ. Về qua đây là ông chỉ dựng cái nóc này lên nè, hai cái vách không có, bên đây là nhà thờ của cha cho, cái vách lá đây là nhà thờ của cha cho. Nhà thờ cho hả chị? Nhà cái vách lá bên đây là của nhà thờ cha cho. À. Còn bên đây mình không có vách. Rồi. Chỉ dựng cái sườn lên chị không. Rồi sau này nước ở trên đó nhà cao á. Chỉ có cái mái thôi à? Đúng rồi. Đổ hết xuống đây. Là cái nhà nước ngập lên tới đây nè. Không có ngủ được. Với con Quanh với mẹ thì được ngủ trên giường. Là cái miếng vạt này nè chú. À. Nè cái miếng vạt này Quanh với mẹ nè. Ngủ ngay đây. Rồi còn nhiêu là thức không chừng nào mà tới sáng nước nó rút á. Thì mình mới được ngủ. Không á thì ngồi như khỉ, ngồi dìm giếng vậy đó. Ồ, thương chưa chịu, chịu hết nổi rồi, lúc mà còn sức khỏe thì nói chung khả năng mình khó khăn thì mình làm theo sức của mình. Mới đi ra xà bàn cô chú cắt ở phố ngay nãy chú đi vô đó. Là bỏ xà bàn người mình vác vô đây nè. Người làm mới được cái gì nè chú. Dạ. Chơi lặng nó tuốt cái dứ á. Nói chung là chỉ biết chị qua cái trường hợp của ông chú là sống ở góc xoài thôi. Nhưng mà khi mà tìm hiểu sâu vào cái cuộc sống của bé Oanh với mẹ của mình á thì Bùi Hồ cảm thấy là đầy rẫy sự khó khăn trước đây mà chưa có chứng kiến được. Oanh lúc đó thì con với mẹ ngủ ở trên cái miếng vạt như thế này nè. Thì sao? Mà lúc đó chắc bé Oanh không biết đâu. Nhỏ, đúng rồi. À. Bây giờ là con với mẹ còn ngủ võng không? Còn. Còn ngủ võng hả? Còn. Mưa hổm gài thì có tràn vô không? Mưa to thì nó tràn vô đây, mình chịu khó mình đẩy ra. Đẩy ra hả? Dạ. Nhưng mà... Cười điện rồi sao chị?
Chị lưu ý là khi mà điện đài, dây điện đồ mình đừng có để ở dưới nha. Để ở dưới là nó nước sẽ thấm nước vô, nó sẽ giật như bé Oanh. Khi mà mưa thì con dẹp điện ở trên cao hết, con hiểu không? À để thôi, nó thấm nước vô dây điện nó bị gãy đó chị. Thì nó sẽ bị giật á. À, nên thành thử ra là cái nhà này phải đôn lên mới được, đôn cao lên mới được cô bác của anh chị. Tại vì ở đây cái mặt bằng ở đây nó rất là thấp nè. Đó. Nó chỉ có hơn một gang tay, có nghĩa là chưa tới gang tay, khoảng chừng 2 tấc trở lại thôi. Thôi bây giờ mình bỏ qua chuyện buồn đi. Bây giờ mình sẽ nói về cái chuyện vui. Rồi bây giờ thì không ngày có tập dở gì đi học chưa? Dạ chưa. Năm rồi ông tấm sáo cho con bộ đó. Dạ. Bây giờ thôi ăn hết cơm đi, để thôi bỏ uổng. Dạ. Để nói chuyện với chú Hồ hoài. Ăn gì không ngán à? Dạ, mình ăn một chút. Con thích ăn cá hay là thích ăn chay? Cái nhà con cũng thích hết mà cái tháng là con cũng phải ăn. Tháng 7 là năm nào con cũng ăn thì sao? Dạ, lúc con còn nhỏ mẹ con không có cho ăn, tại không có đủ cá. Giờ con lớn rồi. Bây giờ là con muốn ăn chay hoài không? Cho con nghe tâm cốc. Có nghĩa là đang ăn không có được nói chuyện với cô bác quý anh chị. Để cho con nghe không. Bé quanh chị có nhiều cô bác quý anh chị nói á, là chị có một cái đứa con xứng đáng, biết yêu thương mẹ nhỏ tuổi mà lại nói chuyện khôn ngoan, lễ phép. Thì cái việc lễ phép đó là chị chỉ hay là bé tự có khả năng đó chị? Thì cái nào mà cháu không phải thì mình chỉnh ngay chỗ đó để cho cháu biết. Rồi với cái tâm nó cũng lương thiện từ cái lòng, từ hồi nhỏ cái tính của nó là như vậy đó. Đi du học, ví dụ bạn bè không có gom là lẹ làng lắm, xưng phong cho bạn mượn. Viết cũng vậy, là về cũng phải nói ừ mẹ ơi bạn con bỏ quên cái thứ đó đó, con giúp gì cũng tốt rồi con. Ví dụ đi lụm gác trường á, đi lụm gác tốt đẹp gì đâu, xưng phong nhào viết ra đi lụm từ miếng, như là anh chị ăn mà bỏ rác đó, chị nhiệt tình đi lụm bỏ vô xung gác chị đi nè. Về kể cho mẹ nghe. Về kể hết. Rồi bạn không có viết á, là con cho bạn mượn, bạn không bỏ quên gom gì đó, là con cho bạn mượn rồi giấy màu cái gì đó để về nói chị nghe thôi. Rồi học thì nói chung chị dốt thì nó tự về, nó soạn cô chỉ nó tự nó soạn chứ chị biết chữ đâu mà soạn cho cháu. Mình nó tự học cũng tu nghiệp luôn ơi. Người ta có cha có mẹ dạy rồi, mình có học đâu mà chỉ với nó được. Rồi bé có được đi học thêm gì không chị? Lúc đó chị còn quán được thì chị có nhờ cô dạy thêm cho cháu. Như là lúc chị làm được á, thì chị nhín cái số tiền ra để gỡ cho cô để dạy thêm cho cháu. Ăn cho nó mới biết. Mỗi tháng là bao nhiêu tiền hả chị ha? 700 mà cô thấy chị khổ, cô ấy có 500 mà. Dạy mấy người kia tới 700 mà khổ bớt 200. Có nghĩa là bây giờ là học thêm cũng phải tốn tiền hả cô bác của anh chị? Chứ không phải là học thêm giống như ngày xưa thì bùi hộ đi học nó không có tốn tiền. Còn bây giờ tại vì cuộc sống nó khó khăn quá. Nếu mà chị ở quê cũng được, chị bởi vì nói ví dụ ông bà cô chú nào tại nhà chị hay nói, có xe đỏ mà chị không ấy gây được. Chị nói mẹ ơi cho con mẹ bán đi đừng về quê ở, mẹ cũng nói cũng được, là chỗ nào mình lao động không mình dễ. Rồi có gì mình dễ là san sẻ, rồi như ở phố ở đâu lại ở không à. Rồi ở khu này thì nhà hai chồng con đứa con, người nhà ai nó ở cơm ai nó ăn vậy đó. Quê của chị ở đâu? Từ nhỏ cha mẹ sinh ra là chị ở ngay chỗ cái đường mà cầu xóm trường Hòa My á. Dạ. Là nhà nội chị ở đó là ông Nguyễn Văn Xem. Rồi sau này ba chết rồi thì mẹ con thì mạnh ai nấy. Rồi bên nội lúc cha chết thì tự riêng mẹ con tự sống vậy đó. Là bên nội á. Rồi hỗ trợ người khuất rồi mình cũng nói chi. Số mình vậy rồi mình thôi. Rồi sinh ra giờ lớn lên chị cũng là ở Bình Khánh 1, phường Bình, chỉ là cô chị để là phường Bình Khánh 1 thôi, là mình dân cốt cụ đó, nó Bình Khánh 1 là địa phương ai cũng biết hết. Rồi bây giờ
dân số nó nhiều quá là mới để là phường Bình Khánh. Chứ của chị là hồi xưa là chỉ có một cái để là Bình Khánh 1, dạ. Chỉ có vậy à. Dạ. Rồi bây giờ là ta tách ra là Bình Khánh 6. Nhưng mà... À, vậy đi chị. Rồi bây giờ tới chú hỏi bé Oanh nè. Mới giờ đi đâu đó? Dạ con đi rửa mặt. Ôi ăn cơm là vét không còn một hột cơm nào luôn á. Vét sạch luôn, không có bỏ sót luôn. Ăn cảm thấy ngon không? Dạ. Chiều nay mình ăn cơm gì nữa ta? Chiều nay ăn cơm canh chua với sườn. Là máng ở trên bọc đó sẵn đó hả? Dạ. À có nghĩa là sáng đi mua rồi chiều ăn luôn ha? Dạ. Tại vì em không để cho chị dưỡng sức đi, không nói nhiều thì chị sẽ hụt hơi á. Rồi hồi sáng là mua 40 ngàn, hai mẹ con ăn sáng chiều. Dạ. À mua ở đâu bán bé Oanh? Dạ ở ngoài chợ. Ngoài chợ bán ha? Dạ. À 40 ngàn thôi được sáng chiều. Thì con có thường xin tiền mẹ ăn bánh đâu không? Dạ không. Sao vậy? Tại mẹ con làm tiền cực khổ lắm, vẫn có mà ít thôi. Rồi mình thèm rồi sao? Dạ món đó mẹ con á lúc đi làm được á, con á thì mẹ con á thì thương con lắm, thấy con thích món nào á cũng ghé làm có tiền mua cho con. Nhưng mà con thường thích ăn bánh gì? Dạ con thích ăn bánh khoai tây với sữa thôi. Dạ. Dạ. Rồi lúc mà thấy bạn đi ăn nó có ăn đó mình thèm rồi sao? Dạ không. Con đi học thường ngày thì mẹ cho bao nhiêu tiền? Dạ 10 ngàn. 10 ngàn thì con sẽ ăn món gì? Dạ 10 ngàn thì con á mua sữa với mua bánh thôi à. Mua sữa với mua bánh thôi. Dạ. À vậy là vui quá. Rồi hôm ngày có tháng 7 này có dự định là ngày với đi chùa với mẹ không? Dạ có. Khi nào đi? Dạ con không biết. Đi chùa thì con sẽ giái điều gì? Con giái cho ông bà cô chú trong nước và ngoài nước nhiều sức khỏe luôn, tôi vui mạnh khỏe. Rồi con không có giấy cho mẹ sao? Dạ có, con giấy cho gia đình con tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, mẹ con á khỏe mạnh. Kệ hai mẹ con rồi, nếu như mà đi chùa thì đi bằng cái gì? Dạ hơi xe hoặc con chạy xe đạp con chở mẹ con. Dạ. Hơi xe chở hả chị? Có và bảy chở. À, chở có trả tiền không? Dạ không, ở đây vô Thoại Sơn vì bảy bán tập quá bên đây nè. Thường đi chùa nào chị? Vịnh Thất Huy Quyền, trong chỗ mà chú quay hồ cá đó. Vịnh Thất Huy Quyền rồi mới tới chỗ chú quay hồ cá là chùa Trúc Lâm. À đừng đi Thoại Sơn ha, Tịnh Thất Huy Quyền là nơi bé Oanh quy... Quy Y. Nơi bé Oanh Quy Y á, pháp danh là gì chú hộ anh ơi? Dạ Huệ Trí. Huệ Trí là sư cô hay sư thầy đặt cho con? Dạ sư thầy. Ông. Sư ông, ừ. Sư ông ha. Dạ. À. Sư ông. Cô Hảo dạy con. Nếu như mà sau này học lớn lên thì con sẽ làm gì của anh? Con hả? Con ước thích làm YouTube để đi giúp đỡ như chú Bùi Hồ, chú Phong Bụi, chú Nguyễn Năng Giang. À. Dạ. Nhưng mà chú đi này nè, lâu lâu đi bị mắc mưa nè. Như ngày hôm qua chú đi là bị mắc mưa lắm. Mà chú thì con trai thì chú chịu được, bị mắc mưa tầm tá tới nhà ướt nhẹp như con chuột. Chú con trai chú chịu được, con gái sao con đi xa được, con chịu được. Dạ được, giúp được. Người ta là cái tâm, cái phúc. Dạ hả? Bữa chú cứu con viên gì về đó, cái Long Xuyên gì đó. Hồi nó coi đĩa đó nó khóc, lúc mình lên xe gác đó nó kêu hai ông Bụt ơi cứu con viên về kìa. Ê, hai ông Bụt vĩ đại của con, rồi bữa nay nó quê nó không nói. Đâu nói làm sao, coi clip của cứu ai, nói kể cho chú Hồn dạ, nha. Dạ con coi chú Phong Bụi, chú Bùi Hồ nữa. À. Coi cái lúc đó mà dì Duyên nấu cơm mua chen, người ta chọi gác lên đầu dì Duyên. Người ta chọi gác lúc đó thì con thấy thì sao? Con thấy đeo lầm lắm, người vì duyên của mình á, hà không có giàu có mà gắt lắm đâu, mà sao người ta cười quá. Ai cười? Con không biết mà sao người Việt của mình, người ta qua mình đó tự nhiên người ta tốt, mà Việt Nam mình đã bỏ nó ngoài nó lại tốt Việt Nam chơi vậy. Đối xử sao chú, con thấy sao mà con khóc con nói nghe coi. Dạ, là vì duyên á, bị lừa qua bển. Mà
bạn qua đây người Việt của mình á, có cái gì cũng dễ ăn hết trơn á. Còn qua bên đó này sao? Dạ, con ấy người ta kỳ lắm. Kỳ sao, nói chú nghe. Dạ con không có diễn tả được. Con lấy cái hình ảnh gì mà gây cho con khóc? Dạ tự nhiên gì gì nó đang á kiếm về trời mà người ta chọi ghét lên đầu gì gì. Lúc đó là con khóc không? Dạ có. Con thấy người ta kỳ quá hả? Dạ. Tại sao không thương người Việt mình đúng không? Dạ. Thì lúc đó con sẽ nguyện cầu điều gì? Con nguyện cầu cho hai ông bột phù độ cho dì Duyên con về qua Việt Nam. À thì lúc dì Duyên về Việt Nam thì con thấy sao? Dạ con thấy vui lắm. Dạ hả? Dạ. Con mừng không? Dạ mừng. Mừng sao, nói chú Hồ nghe với. Dạ con mừng ở trong lòng á, hai ông bột của con, vĩ đại của con á, đưa vị Viên về được rồi. Nhưng mà tại sao kêu là ông bột? Dạ, tại vì á, con ấy ông bà cô chú á, kêu hai chú là ông bột. À, ông bà cô chú là con coi bình luận hả? Dạ, con không biết, mấy ông bà ở ngoài đây nói hai chú á là ông bột. Ôi, sao chị? Là cô nghĩ bên nhà trò đó, người ta cứ coi á, rồi nói nó sao chị không biết, rồi nó nói. Nhà trọ mình nè. Dạ. Người ta nói, người ta coi clip của chú Hộ hả? Dạ, rồi chú Phong Bội. Coi chú Hộ cho chú Phong Bội người ta nói. Dạ. À. Thì con nên con gọi vậy luôn. Dạ. Ở chú Hộ với chú Phong vậy là người bình thường nói thì giúp được người nào giúp như con nói vậy đó. Chứ đâu dạ. Phải có ông bột gì đâu. Nhưng mà con thích vậy. Vậy chứ nên cứu người là chỉ kêu là ông bột. À, cứu người là gọi là ông bột à ha. Dạ. Nói tại vì á là chị dì Duyên á thì cũng còn được cái sự may mắn, còn nhớ được gia đình của mình. Mà cái cảnh của dì Duyên thì sống ở bên kia thì thấy tội quá. Nên là nữ là dì Duyên được may được chú Phong rồi đưa về ha. Dạ. Nên cũng là một phần may mắn, có thể là dì Duyên lúc đó dì Duyên đã trả hết cái nghiệp của kiếp trước rồi, thì dì Duyên về đây sống là vui vẻ hạnh phúc rồi. Dạ. Thì bây giờ dì Duyên cũng có một cái ước mơ, đó là muốn về Việt Nam sống với ba mẹ. Thì đối với bản thân của con hiện nay thì con sống trong cái căn nhà như thế này, con có ước mơ gì không? Dạ có, con ước mơ cho mẹ con mau hết bệnh chứ con có căn nhà. À, ước mơ cho mẹ con mau hết bệnh, thì mẹ con mau hết bệnh rồi thì khoảng vài ngày sau á thì con sẽ có một cái, có một chú tí xíu nữa thì chú Bùi Hồ á như là chú Nguyễn á nói anh chú thợ vô coi căn nhà của con có thể sửa lại, vâng không? Dạ vâng. À, hôm nay thì em đến đây á chị, thì em thay mặt cho Mạnh Thường Quân thăm lại cái hoàn cảnh của mình, thấy chị với lại bé Oanh á thì em cũng cảm thấy thương lòng. Tại vì một cái quá khứ đối với chị là một cái quá khứ phải nói là đầy đủ sự vất vả, gian nan. Thậm chí là có đôi khi á, thì ở nơi một cái nơi đầy rẫy sự tâm linh như thế này thì nó cũng có sự gọi là sợ sệt ở trong đó nữa. Một cái, coi như là cái cuộc đời của chị là từ nhỏ đến lớn luôn là chị luôn vất vả. Nhỏ thì sống không có nhà cửa gì, phải lội qua những cái khu mà nhị tỳ để cắt nhà trên đây để sống. Thì lớn lên thì chị lại phải ngủ ở những cái nơi gọi là mái hiên hay vỉa hè, ăn uống thì không được đủ chắc như ta. Hai mẹ con là gái nữa, nữ nó tội nghiệp lắm. Và hôm nay thì đồng hành với em, ủng hộ cho hoàn cảnh của chị á, là ở đây là có ủng hộ cho bé Băng Khoai 8 tuổi là bé Oanh á. Thứ nhất là hôm nay là con trai thứ và bà ba của gia đình ông Bùi Quang Huệ, cựu giáo sư trường trung học Ngô Quyền ở Biên Hòa, Đồng Nai, ủng hộ cho mình 300 USD. Người ta chuyển khoản qua cho em là 7.050.000 đồng. Thứ hai là chị Oanh ở California, ở Mỹ là 100 USD, tương đương là 2.327.000 đồng. Thứ ba là từ chữ tương đương chữ đền thì bấm nhanh quá sai. Hai. À, thứ ba là một kỳ chị có tên Zalo là tên là Đại Phú Quý ủng hộ cho mình là 2.000.000 đồng. Thứ tư là một Mạnh Thường Quân là em con Ni Hồ
ở Mỹ là ủng hộ 200 USD, tương ứng 4.654.000 đồng. Tổng cộng với số tiền của mình là 14.033.000 đồng cho đợt ủng hộ này. Thì đây, anh Nguyễn là người trực tiếp hỗ trợ cho mình gọi thợ cắt nhà, tại vì anh Nguyễn là dân địa phương ở đây. Thì bây giờ em sẽ trao cho chị là 14.033.000, em sẽ chuyển cho chị là 14.100.000 đồng nữa. Này là ủng hộ thêm để mọi người cùng có thể chung tay nhau, mỗi người một ít để cho giúp cho chị vượt qua cái khó khăn này. Phải gói gì luôn các bác. Khổ lắm. Đây em sẽ đếm ha. Cho cô bác quý anh chị mình 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.100.000 đồng. Cái này là anh đã đếm rồi đó chị. Nãy em đếm em gói rồi, bây giờ em đếm lại cho mọi người có thể thấy được ha. Rồi, bây giờ gửi cho chị. Con cảm ơn ông bà cô chú anh chị trong nước và ngoài nước đã giúp đỡ cho hai mẹ con con. Con cảm ơn rất nhiều. Con chúc ông bà trong nước và ngoài nước, cô chú anh chị được nhiều sức khỏe, luôn tươi vui trong cuộc sống, làm ăn phát tài phát đạt, diễn sự như ý. Rồi. Chú cũng thay mặt cho cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ đồng hành cùng kênh của chú, đã ủng hộ cho gia đình của con từ trước đến nay, cũng như là tất cả các Mạnh Thường Quân của em Phong cũng như là anh Nguyễn An Giang đã hỗ trợ cho hoàn cảnh của bé để mà có một cái căn nhà mới mùa mưa bão rồi, để mà có thể có cuộc sống tốt hơn. Thật ra thì cái căn nhà này sửa lại phần trên cũng được, nhưng mà phải cuốn nền ở phần dưới á cô bác quý anh chị. Tại vì mưa tạt mà dây điện nó, nước nó tràn vô dây điện nó giật một cái là không có trở tay kịp đâu. Em đâu đã gặp cái trường hợp đó rất nhiều. Ở muốn nói gì nữa hả? Dạ có. Nói đi. Con gửi cho chú Hồi Hồ 14 triệu này để giữ cho con xây nhà. À, có nghĩa là bây giờ cái số tiền này Mạnh Thường Quân để hỗ trợ xây nhà, thì anh Nguyễn là người trực tiếp quản lý dưới thợ đây. Thì anh xin anh Nguyễn sẽ giữ cái phần tiền này luôn nha. Thì hiện nay là cái số tiền bên mình là được bao nhiêu rồi anh Nguyễn? Thì vừa rồi đó thì giữ là 45.570.000, là tổng cái kênh là Bùi Hồ và Phong Bụi và Nguyễn An Giang. Thì tổng cái số tiền cộng lại đó là cái tiền của Bùi Hồ á. Dạ. Nãy á thì Nguyễn có nhận thêm 1 triệu nữa, một anh nữa. Dạ. Tổng lại số tiền kênh Bùa Hồ là 14.100.000 đồng, đó là 60.670.000. Tổng cộng là bao nhiêu rồi? Bên anh là anh đang giữ bao nhiêu rồi? Bên đây thì giữ 46.570.000, là 1 triệu đó mới nhận đó, là cộng vô chung luôn đó. À, mới nhận luôn ha. À. Rồi với lại bên em là 14.100.000 ha. À. Đây là cái số tiền hiện nay, anh chậm vô lấy nét giùm em. Số tiền hiện nay là cô bác quý anh chị là anh Nguyễn An Giang đang giữ là 60.670.000 đồng. Thì cái số tiền 14 triệu của Mạnh Thường Quân bên em á, thì trao cho bé, thì bé với mẹ có nói là thôi thì để cho anh giữ, thì bây giờ tạm thời anh sẽ tí xíu nữa anh sẽ giữ luôn cái số tiền này, thì chừng nữa cắt thợ thầy anh lo cho hai mẹ con hết. Thật ra thì hai mẹ con thì là phụ nữ rồi, con bé Oanh thì nhỏ quá không có thể giữ được nhiều tiền, với lại thợ thầy không có biết đường kêu, nên anh Nguyễn sẽ là người đại diện cho gia đình của mình để mà kêu thợ thầy cắt. Thì chị thấy như thế nào? Chú Bùi Hồ ơi, cho con nói cái này nha chú. Nói đi con. Con ước nhà con có cái cửa kéo. Cửa kéo hả? Dạ. Cửa kéo ngang á hả con? Dạ. Ủa sao vậy? Dạ, để dễ đóng đó chú. Khoảng phá đi. À, à. Nhà mình thì cái nhà cuối nó bít bùng hết rồi. Mình, như là mình có về mình... Nhưng mà đủ lực kéo không? Coi đủ lực kéo không? Không, cái cửa đó nhà hiều. Cửa Đài Loan hả chị? Dạ, cửa xếp, cửa Đài Loan gì? Đúng không? Cũng kéo nữa nhưng mà sớm về hiều rồi. À. Nhà của ông ba. À, thì nhà có ước muốn gì đó anh Nguyễn, thì trưa nay thì Bùi Hồ với lại anh Nguyễn có hẹn một anh thợ hồ nữa, thì anh nói lại chưa? À, chuẩn bị lại. Chuẩn bị lại ha.
Thôi thì bây giờ anh kết thúc clip này nha, tại clip cũng khá là dài rồi. Thì hôm nay thì chú Bùi Hồ đại diện cho Mạnh Thường Quân một lần nữa đến thăm gia đình của con với mẹ của con. Thì thấy sức khỏe của mẹ cũng tương đối là ổn định rồi. Thì con thì cũng nói chung là Mạnh Thường Quân chỉ nói là ngoan lễ phép, và con sẽ cố gắng giữ được cái lửa nhiệt lửa và thương giống như bây giờ. Thì sau này lớn lên thì con sẽ cố gắng học hành thật giỏi để có thể giúp được mọi người. Khi mà con có được một lượng kiến thức nhất định á, thì con mới có thể hiểu biết và con sẽ giúp được người. Con hiểu chưa? Và một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ, anh Nguyễn xin chân và em Phong Bụi xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã đồng hành cùng kênh của ba anh em, cũng như là hỗ trợ cho gia đình bé Khoai có một cái cuộc sống ổn định. Xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân. Mình xin chào và hẹn gặp lại. Rồi nói lời chào đi. Dạ, con cảm ơn ông bà cô chú anh chị trong nước và ngoài nước đã giúp đỡ cho hai mẹ con cảm ơn rất nhiều. Con chúc cho ông bà cô chú anh chị trong nước ngoài nước nhiều sức khỏe, trẻ mãi ông già, là mang phát tài phát đạt. Rồi, bye bye. Mọi người ơi nhớ like, nhớ đăng ký cho Bùi Hồ, chú Phong Bộ, chú Nguyễn Đăng Giang nữa nha. Rồi, bye bye.